Xin mến chào tất cả mọi người và rất vui được gặp lại tất cả mọi người trên kênh YouTube Khu Vườn Thú Vị. Kênh mình chia sẻ một số mèo để trồng và chăm sóc những loại phong lan và các loại cây kiểng bằng loại phân bón hữu cơ thường có tại nhà của mọi người. Những cái hoa lan hồ điệp tại khu vườn của mình thường sử dụng các loại phân bón từ vỏ chuối, từ vỏ cam hoặc là từ vỏ hành để chăm cho cây và giúp cho cây có những chiếc lá và những bộ rễ xanh mướt. Đặc biệt khi ra hoa, hoa nó cũng sẽ rất là nhiều và màu sắc tươi thắm. Những cái hồ điệp lâu năm hoặc là những cái hồ điệp nhỏ, mình cũng vẫn sử dụng các loại phân bón này và nó rất là lành tính và giúp cho cây sẽ phát triển một cách tự nhiên. Đặc biệt nó sẽ giúp phát triển cho cây phát triển được những chiếc lá rất là khỏe và xanh mướt như thế này. Và khi sử dụng các loại phân bón từ vỏ của các loại trái cây để chăm cho những cái hoa lan của mình thì những cây này nó tăng khả năng chống chịu với môi trường rất là tốt và nó thích ứng rất là nhanh. Ngoài ra, nó phát triển bộ rễ cực kỳ khỏe mạnh. Với cách để sử dụng các loại vỏ của các loại trái cây để bón cho cây, phải tưới hầu như là thường xuyên và nó sẽ giúp cho cây hấp thu từ từ dưỡng chất này và làm cho cây nó sẽ không bị ngộ độc và cây nó sẽ phát triển rất là khỏe mạnh. Mình có sử dụng một ít vỏ từ trái táo và mình đã phơi nắng cho khô và chuẩn bị mình sẽ tưới cho những cây lan của mình. Và để có được những loại phân này, mọi người cùng xem video của mình nha. Mình tận dụng lại phần vỏ của trái táo này để chăm cho những cái lan hồ điệp của mình. Dùng vỏ táo này để tưới cho những cái lan hồ điệp của mình, nó sẽ bổ sung rất là nhiều các loại vitamin và dưỡng chất. Và ngoài ra, nó còn các loại vitamin nhóm A, B, đặc biệt rất là nhiều vitamin B6 sẽ giúp cho cây phát triển lá rất là khỏe mạnh. Ngoài ra, nó chứa rất là nhiều trung lượng và vi lượng, gồm kẽm, mangan và magie sẽ giúp cho rễ cây nó sẽ phát triển cực kỳ nhanh. Sau khi lấy được phần vỏ táo, mình sẽ đem đi phơi nắng khoảng 15 phút. Sau khoảng 15 phút, mình phơi nắng ra được phần vỏ táo như thế này và mình sẽ sử dụng để chăm cho những cái lan hồ điệp của mình. Mình cho vỏ táo này và một chiếc ly thủy tinh. Ngâm với nước sôi cho đến khi nước nguội hoàn toàn và các hoạt chất ở trong vỏ táo nó sẽ tan đều ra trong nước và mình sẽ sử dụng phần nước này để tưới cho những cây lan của mình. Sau khi nước nguội hoàn toàn thì mình sẽ tiến hành pha với 2 lít nước và tưới cho những cây lan của mình. Mình sẽ sử dụng phần nước trong và phần bã, mình sẽ bón cho các loại cây kiểng khác. Và sử dụng nước từ vỏ táo này để tưới cho những cây lan hồ điệp là một cách để tận dụng rác thải từ tự nhiên giúp bảo vệ môi trường và nó sẽ bảo vệ sức khỏe của mình rất là hiệu quả. Mình sử dụng nước từ vỏ táo này để tưới cho những cây lan của mình vào buổi sáng, hạn chế tưới vào buổi chiều và buổi trưa nắng gắt. Tại vì nó sẽ làm cho cây bị ứ đọng nước và có thể gây thối nhũn, cho nên tưới vào buổi sáng, cây nó sẽ quang hợp và hấp thu các loại dưỡng chất ở trong nước vỏ táo.
Ngoài sử dụng nước từ vỏ táo ra, mọi người có thể sử dụng nước từ vỏ chuối, vỏ cam hoặc là từ vỏ lựu và một số các loại trái cây khác, nó rất là hiệu quả và giúp cho những cây lan hồ điệp hoặc là các loại cây kiện khác phát triển rất là khỏe mạnh. Và đặc biệt, như mình đã nói, đối với cái sự an toàn của mình thì mình sẽ luôn sử dụng các loại này trong những lần tưới của mình. Và nội dung của video mình cũng xin kết thúc tại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video. Nếu thấy video này hữu ích, có thể cho mình xin một like và mình muốn đăng ký để ủng hộ kênh. Xin chào và tạm biệt tất cả mọi người.